Chào các bác nhé. Thời tiết hôm nay khá là nóng, vậy buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục em lại giới thiệu một con chiếc máy giặt, và một lát nữa em sẽ giới thiệu thêm về mấy con điều hòa bên trong kia. Đấy, thì trở lại em giới thiệu về con máy giặt này. Thì là trong những cái dòng máy giặt thì dòng Pala thì con này là hàng cao cấp của dòng Pala mà rất nhiều anh em thích, đó là con VL5600L của dòng Panasonic. Đấy, em sẽ quay tất cả chi tiết để cô bác chị nào có nhu cầu về con máy giặt hàng cao cấp này mà rất nhiều người thích, vẫn rất nhiều người mê luôn. Đấy, thì với tính năng con này là giặt 9 sấy 6 và sấy bằng điều hòa, có nano khử khuẩn, có Econavi. Đây là một mẫu máy giặt full công nghệ của dòng máy giặt Panasonic các bác nhé. Đây, em sẽ quay tất cả chi tiết để cô bác anh chị một con máy nhà dòng VR rất là mới luôn. Từ sườn tôn rồi tất cả, tất nhiên là không được 100%, nhưng tuy nhiên thì như con này hiện tại rất còn mất mới khoảng tầm 90% các bác nhé. Đây là sườn, đây sườn đằng sau đó, và sườn tôn bên rìa của con dòng máy giặt Pala, một con máy rất là đẹp luôn. Em sẽ mở bên trong. Em toàn bán những cái mặt hàng mà còn rất mới luôn, lồng vành tất cả mọi thứ không có han gì tí nào. Đấy, dòng rất là mới luôn. Ok. Đấy, có dòng Pala. Đấy, con này thì đầy đủ công nghệ này. Có Econavi này và có nano khử khuẩn. Đấy. Cái viền của nó là rất là đen luôn, rất là đen và đẹp bóng luôn. Máy còn dường như là mới luôn các anh nhìn này. Một con máy khá là mới, khá là bóng luôn. Đây. Đây chúng ta thì có thể cho comfort bên một ngăn là cho nước giặt và xà phòng bột. Đấy, còn lọc đây, đây ngăn này là ngăn lọc sấy các bác nhé. Đấy, còn rất là mới. Máy lọc từ nội thất đến ngoại thất con này em cam đoan cho các bác luôn là rất đẹp luôn. Từ trước lâu lâu lắm em được một con máy mới như thế này của dòng 5600. Đấy. Thì thực ra nói thì em toàn bán những cái hàng tuyển chọn thôi. Nó cũng xem nhau 1 9 1 10. Đấy. Tất cả những mặt hàng mà em bán là đều được, còn dù hàng gì cái gì, hàng gì em chỉ bán hàng đẹp. Đấy, dù hàng thường hay hàng cao cấp, em chuyên bán những cái mặt hàng tuyển chọn đẹp, bởi vì em bán đi xa có, gần có, thậm chí là các bác ở các miền miền Nam, bởi vì miền Bắc Hà Nội của chúng ta thì em không nói em gì, nhưng các em đi các tỉnh, các miền Nam mà, cho nên là em bán chọn những cái mặt hàng mà đạt tiêu chuẩn và những bác nào thích những hàng đẹp thì em mới bán. Tại sao những cái hàng còn chất lượng còn đẹp thì cái tỷ lệ là không phải nghĩ gì về vấn đề là chúng ta cần phải bảo hành hay gì cả, bởi vì những cái mặt hàng nó đẹp như này thì còn lâu chúng ta mới cần nghĩ tới cái việc đó. Đấy, một con máy mặt giặt rất hoàn hảo của dòng Pala. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, quá đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, vậy cô bác chị nào có nhu cầu con VR5600 này chạy bằng biến tần vector này, chạy bằng mâm từ trực tiếp này và có sấy bằng block. Đấy, thì hãy liên hệ con này. Con này khá là đẹp, rất đẹp luôn. Nhưng giá con này rất là giá các bạn, các bác khác này, con này giá rất rất cao luôn. Em nói cho mình tiền thì em nói là tiền nào sẽ là của đấy. Đấy, cho nên là cô bác anh chị nào có nhu cầu con này thì hãy liên hệ. Còn trở lại thì em sẽ giới thiệu cho tất cả cô bác anh chị là vài con điều hòa nữa. Hiện tại em đang còn thì có con đằng trước em này, con 9000 PTU này, có nano khử khuẩn này, và con đằng sau là con 10000 này. Đấy, con 10000. Con 10000 này có mặt dâng này, auto clear rõ ràng, có 12000 cũng như vậy. Và con một con 16 và một con 24. Hai con bên trong kia là hàng cao cấp, hàng VIP. Có Panasonic, đều là tất cả dãy này của em nào là Pala. Nhưng hai con bên trong kia là hàng cao cấp nhất. Có nano khử khuẩn, có Ecolavi và có cảm biến thân nhiệt, có mắt camera, anh em gọi là mắt liếc, hai con này. Đấy, em bán toàn những cái hàng tuyển chọn để có anh chị nào có nhu cầu, bởi vì hiện tại thì mấy hôm vừa qua thì thời tiết rất là khó chịu và nóng lực. Đấy, vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ và điều hòa. Còn trở lại với cái máy giặt này thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm nhé. Vâng, xin chào các bác.